Tiến trình cụ thể của kỹ thuật dạy học đọc tích cực, mục đích giúp học sinh tăng cường khả năng tự học và giúp giáo viên tiết kiệm thời gian đối với những bài học có nhiều nội dung nhưng không quá khó đối với học sinh. Tiến trình dạy học đọc tích cực gồm các bước sau: Bước 1, giáo viên nêu yêu cầu định hướng học sinh đọc bài. Bước 2, học sinh làm việc cá nhân. Bước 3, học sinh chia sẻ kết quả đọc của mình theo nhóm. Bước 4, học sinh nêu câu hỏi để giáo viên giải đáp. Bước 5, kết luận. Bước 1 Giáo viên nêu câu hỏi, yêu cầu định hướng học sinh đọc bài, bước 2. Học sinh làm việc cá nhân, đoán trước khi đọc, để làm việc này, học sinh cần đọc lướt qua bài đọc để tìm ra những gợi ý từ hình ảnh, tựa đề, từ, cụm từ quan trọng, đọc và đoán nội dung, học sinh đọc bài và liên tưởng tới những gì mình đã biết và đoán nội dung khi đọc những từ hay khái niệm mà các em phải tìm ra, tìm ý chính, học sinh tìm ra ý chính của bài đọc qua việc tập trung vào các ý quan trọng theo cách hiểu của mình. Tóm tắt bài dựa trên ý chính, đề mục, bước 3. Học sinh chia sẻ kết quả đọc của mình theo nhóm 2 hoặc nhóm 4 và giải thích cho nhau thắc mắc, thống nhất với nhau ý chính của bài đọc, bước 4. Học sinh nêu câu hỏi để giáo viên giải đáp, bước 5. Giáo viên kết luận về nội dung bài đọc.